vị và các bạn, vào thời điểm này thì không khí tại các trường nội trú đã bắt đầu nhộn nhịp khi các bậc phụ huynh ở các tỉnh đưa con em mình đến các thành phố lớn để chuẩn bị nhập học. Gần đây thì việc cho con theo học nội trú đã trở thành một sự lựa chọn của nhiều gia đình. Tại sao lại như vậy? Và các bậc phụ huynh cần phải chuẩn bị những gì trước khi cho con theo học nội trú? Hãy cùng chúng tôi tìm câu trả lời trong chương trình ngày hôm nay. Môi trường nội trú ấy, thì nó mang lại cho các cháu cái kỷ luật, cái kỷ luật này, rồi cái quỹ học tập, quỹ thời gian học nhiều hơn để tiếp lửa cho các cháu, tiếp cái kiến thức cho các cháu để có kỳ thi đại học nó đạt kết quả cao. Vì tôi là một thương nhân, tôi bông lắm, tôi không có thời gian dạy dỗ nên tôi gửi con vào trường này. Từ Nghệ An vào đây là một cái quãng đường rất là xa, và để có một cái quyết định này thì thực sự mình coi đây là một thử thách lớn mà mình cần phải vượt qua. Bởi vì mình nghĩ cái quan trọng là cái tương lai sau này của con. Trước đây em cũng từng học nội trú ở đây nên là em biết là môi trường nội trú là khắc nghiệt, nhưng mà tại khắc nghiệt thì mình mới thành người được, nên là em thử cho em mình học ở đây xem. Thì lo lắng ở chỗ là các bé nó chưa có tính độc lập, tự chủ trong cuộc sống. Rồi tất cả các ở nhà thì nó đang bố mẹ đang phải hướng dẫn, đang phải chỉ bảo. Nhưng mà ra đây nó phải tự lập. Nó nhớ nhưng mà nó thôi con cố gắng chịu đi. Rồi thời gian nó sẽ quen thôi. Con phải biết tự lập, phải biết mọi thứ. Chứ bây giờ con ở nhà thì ba mẹ cứ như lo cho con thì coi như là con có thể thành thói quen. Chị đã tìm hiểu thông tin và hiểu rõ rằng cái môi trường nội trú là một cái môi trường rất là kỷ luật, rất là nghiêm khắc. Và mình nghĩ thì điều đó lại là điều cần thiết để cho con có được những cái người ta gọi là những cái hành trang đầu tiên cần thiết ấy, để sau này nó bước vào cuộc sống một cách vững vàng hơn. Em vào đây đã được 3 tuần rồi, và quyết định của em học nội trú là nó sẽ giúp cho em có nhiều thời gian để học tốt hơn, và sẽ làm cho em không có cảm giác là muốn ham chơi bê bối, và sẽ giúp em có khả năng đậu đại học cao hơn. Ba mẹ thấy ở dưới hay ham chơi hơn ham học nên lên đây để tạo điều kiện con học hơn. Trường nội trú học cũng gò bỏ nên con không thích học. Các bạn đã giúp và cho em cảm thấy như là ở đây cũng bình thường và giống như là anh chị em trong gia đình. Lần đầu tiên đi học thì có nhớ nhà, hơi buồn, nhưng bây giờ đã quen. Phần lớn khi gửi con đi học nội trú tại những thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, các bậc phụ huynh đều kỳ vọng trẻ sẽ có cơ hội tiếp cận kiến thức ở cấp độ tốt hơn và làm quen với những kỹ năng mềm để thực hiện mục tiêu vào đại học trong nước hoặc đi du học nước ngoài. Cái lợi của học sinh nội trú là sẽ được chăm lo vật chất một cách tốt nhất. Nhiệm vụ của các em chỉ là tập trung vào việc học. Thời gian học trong các trường nội trú cũng nhiều hơn so với trường công. Trung bình các em được học 8 tiếng một ngày và luôn có các thầy cô theo sát để nhắc nhở, động viên, kèm cặp, nên kết quả học tập cũng được cải thiện. Học nội trú đồng nghĩa với việc các em phải sống tách khỏi sự chăm lo của cha mẹ. Những sinh hoạt thường ngày đều phải tự tay làm. Điều này sẽ giúp các em biết thích ứng với việc chỉ có một mình, biết tự xoay sở, tự đương đầu với khó khăn. Học nội trú, các em sẽ được ở bên cạnh bạn bè mình 24/24, nên dễ dàng và thuận lợi cho việc học nhóm, lại có thể học vào bất cứ giờ nào, rất tiện lợi mỗi khi đến kỳ thi. Đối với những bạn nào học yếu, cần được kèm cặp và hỏi ý kiến bài vở thì luôn có rất nhiều bạn bè và thầy cô xung quanh. Cũng chính vì thế mà các học sinh nội trú thường có khả năng làm việc nhóm, học nhóm, thích nghi môi trường chung một cách nhanh hơn so với các học sinh trường khác. Có thể nói là bất cứ hình thức nào cũng có hai mặt của nó, và đối với các em học sinh nội trú thì điều khó khăn đầu tiên là các em phải làm quen với nguyên tắc quân đội của trường nội trú. Nói đến trường nội trú là nói đến kỷ luật thép. Ngay từ khi nhập học, phụ huynh và các em học sinh đã phải làm quen với nội quy và các quy định xử lý học sinh vi phạm của trường. Trường nội trú quản lý học sinh 24/24. Ban ngày thì có giáo viên bộ môn và giáo viên quản nhiệm theo sát, còn buổi tối thì giáo viên quản nhiệm nội trú sẽ là người ăn, ở và sinh hoạt cùng các em. Có rất nhiều quy định khắt khe được các nhà trường nội trú đưa ra, trong đó phổ biến nhất là những điều khoản như cấm chuyện yêu đương, không được mang máy tính cá nhân, điện thoại, tiền bạc và trang sức có giá trị vào trường. Một số trường thoải mái hơn thì cho phép học sinh dùng máy tính bảng, nhưng chỉ được sử dụng trong những giờ giải lao. Ngoài ra, học sinh không được phép ra khỏi trường khi không được sự đồng ý. Nếu vi phạm sẽ bị kỷ luật rất nặng, thậm chí là đuổi học.
Có một lần thì em đánh caro thì thầy tổng quản nhiệm bắt được đếm con mà đánh rồi. Em nói chuyện mà bị thầy bắt quả tang. Thầy bắt qua phải khai ra một người nói chuyện chung với mình và hai người phải nhảy lọt cò đua. Cuối tuần em ra ngoài chơi thì em không vào trường thì có thể là bị thầy cấm túc. Nếu mà xin thầy tha thì thầy đó quy định nên thầy không tha, thì khóc lóc đòi ba mẹ cho về. Đọc nội quy thì em cảm thấy nó rất là khắt khe, nhưng sau khi vào đây thì em lại cảm thấy nó không khắt khe lắm, vì nó cũng những nội quy đó chỉ giúp cho những học sinh như chúng em được hoàn thiện con người của mình hơn. Nguyên tắc mà các trường áp dụng đối với học sinh nội trú là nguyên tắc của quân đội. Mọi sinh hoạt từ ăn uống, học tập, ngủ nghỉ, vui chơi đều theo giờ giấc quy định. Sáng thứ hai, trường nhận học sinh từ gia đình và cả tuần các em không được ra ngoài. Chỉ đến chiều thứ bảy khi có người thân đến đón hoặc sự đồng ý của gia đình qua điện thoại thì các em mới được rời khỏi trường nội trú. Một tuần mới được về nhà một lần, có em thì vài tháng mới được trở về nhà. Và điều này đã khiến cho các em học sinh nội trú thiếu thốn tình cảm của cha mẹ. Đôi khi có những tâm sự hay nỗi buồn các em không biết chia sẻ cùng ai. Đồ vô trong này buồn lắm, rồi khóc hoài à. Nhưng mà dần dần vì có thầy cô bạn bè ở đây quan tâm rồi lo lắng cho em nên em cũng dần quen cuộc sống ở đây. Trước khi nhà trường cho nghỉ dài hạn thì em mới được về nhà một lần. Trong này giống như mình ở trong quân đội vậy á, ăn không đúng giờ mà tắm không đúng giờ cũng bị phạt. Lúc mà mưa thì em rất là nhớ nhà, nhớ về bố mẹ thì nhiều. Có tuần thì chỉ có mình em rồi em gái em ở lại thôi, ai cũng ra hết cũng buồn lắm. Nhưng mà có những tuần thì có mấy bạn ở lại cùng thì cũng vui. Có nhìn mấy bạn ra cũng rất là tủi thân. Cũng muốn đi ra theo nhưng mà không được. Những lúc buồn thì tâm sự với bạn, còn buồn nữa thì nằm rồi hát mình. Thì chiều thứ tư với chiều thứ bảy thì nhà trường có tổ chức game, tụi em đi đá banh, còn bên nữ thì đi siêu thị. Và những mà cái lúc mà về nghỉ lễ hoặc là nghỉ Tết thì nhà trường có tổ chức văn nghệ. Đang trong tuổi ăn, tuổi ngủ và được sống trong vòng tay yêu thương, chăm sóc của cha mẹ, bỗng dưng phải sống xa nhà và tuân thủ những nguyên tắc hà khắc của nhà trường. Điều này quá thật không dễ thích nghi đối với học sinh ở lứa tuổi dưới 18. Một số phụ huynh còn nghĩ rằng đưa con em vào trường nội trú là phó thác trách nhiệm chăm sóc và giáo dục các em cho nhà trường nên không có sự quan tâm con đúng mức. Rất nhiều bạn khi gặp chuyện buồn nhưng lại không được tâm sự với bố mẹ, dẫn đến thay đổi tính tình, sống trầm tư và khép kín hơn. Để mà đưa các em vào được một cái nề nếp thì đó là một khoảng thời gian rất là dài. Thậm chí có những em mà chịu không được, đòi bố mẹ xuống chuyển về. Nhưng qua được cái sự cảm thông, được sự chia sẻ của tất cả các thầy cô thì các em đó là đã trở lại trường và cũng đã chấp nhận được cái cuộc sống nội trú, mặc dù rằng có trong cái khuôn viên nó chật hẹp so với cái một trường công. Quá nguyên tắc thì các em sẽ không nghe theo và các em sẽ chống trả lại, đối kháng lại. Và lúc đó thì mình phải có nhiều cái biện pháp mềm dẻo có, cứng nhắc có để các em có thể nghe theo mình và đi theo chiều hướng đúng đắn hơn. Hầu hết các em vô nội trú đó là nếu là ở gần thì là những em có những cái hoàn cảnh đặc biệt, còn ở xa thì lại xa gia đình. Và các em ở trong cái hoàn cảnh nội trú như thế này đó, nhiều lúc chúng ta thấy nó phải tuân thủ một cái kỷ luật của tập thể, không thể làm theo ý thích cá nhân của mình. Cho nên những cái trường hợp mà gọi là trèo tường, những cái trường hợp trốn trường là cái chuyện đó vẫn thường xuyên xảy ra. Gặp những cái trường hợp đó, người giáo viên quản nhiệm như chúng tôi đã động viên các em dần dần thuyết phục, giáo dục, cảm hóa các em để các em thấy rằng chúng ta đang sống ở môi trường mà chúng ta cần phải có bản lĩnh, chúng ta cần phải được tự lập, chúng ta phải làm chủ chính bản thân của mình chứ không vào dựa vào người khác nữa. Từ đó khơi dậy cho các em cái tính tự chủ, cái tính độc lập. Hơn nữa là còn khuyến khích các em lưu một cái tinh thần nữa là tự hào về bản thân của mình, có thể kiềm chế được. Câu hỏi được đặt ra lúc này là làm thế nào để giúp các em có thể nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới? Bên cạnh vai trò của nhà trường thì trách nhiệm của các bậc phụ huynh cũng đóng góp một phần không nhỏ. Các bậc cha mẹ cần phải chuẩn bị những gì trước khi cho con em mình theo học nội trú? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Xin chào thầy, cảm ơn thầy đã cùng nhận lời mời tham gia với chương trình ngày hôm nay ạ.
Chào MC Tuyết Vinh và quý vị khán giả. Dạ thưa thầy, hiện nay thì xu hướng có nhiều gia đình ở các tỉnh muốn gửi con em mình đến các thành phố để theo học nội trú từ bậc học phổ thông. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng vẫn còn nhiều người e ngại là ở lứa tuổi dưới 18 thì vẫn còn hơi nhỏ để các em rời xa vòng tay của cha mẹ và sống tự lập trong môi trường nội trú. Ý kiến của thầy như thế nào về điều này ạ? Cái này thì cũng là một cái sự lo lắng chung cho tất cả các phụ huynh thôi. Thì cái lứa tuổi từ cái 15 đến 18 tuy là nói nó nhỏ nhưng mà nó cũng không còn có nhỏ lắm nữa. Thì quý phụ huynh nên là để cho con em mình có một cái điều kiện, tức là để nó có một cái cuộc sống mà tự lập. Và cái lứa tuổi đó nếu được ở nhà thì nó sống trong cái sự đùm bọc của cha mẹ và được cha mẹ lo lắng hết tất cả toàn bộ mọi cái. Nhưng mà nếu như mà quý phụ huynh cứ để con em mình theo như thế thì sau này các em nó lớn lên, các em nó trưởng thành vào một cái môi trường, ví dụ như là môi trường đại học, thì các em nó hoàn toàn rất là bỡ ngỡ. Ai cũng hiểu cái điều là ở một cái môi trường nội trú thì việc học tập rất là khắc nghiệt và cái kỷ luật nó cũng rất là nghiêm khắc. Nhưng mà cái điều kiện học tập như thế để cho các em nó có đủ được cái kiến thức để sau này các em nó thi vào đại học, vào môi trường nội trú học tập thì nó đầy đủ các cái thành phần. Có những em nó ngoan nhưng có ở những em nó cũng là ở nhà cha mẹ quản lý không đổi thì buộc lòng phải đưa vào trường nội trú. Mà cái kỷ luật ở một cái trường nội trú mà nó lỏng lẻo, không nghiêm khắc thì không thể nào quản lý các em được. Bởi tuổi của các em bây giờ nó lớn nó cũng chưa phải là lớn, mà nhỏ nó cũng phải nhỏ. Cái tuổi đó là cái tuổi các em nó muốn thể hiện mình, mà lúc nào cứ xem mình là lớn rồi. Nhưng mà thực sự là cái tư tưởng của các em nó vẫn còn nhiều cái nó còn thiếu sót lắm. Vậy thì theo thầy, trước khi cho con mình theo học nội trú thì các bậc phụ huynh nên chuẩn bị tâm lý cho con của mình như thế nào? Khi mà để mà đưa con em tới một cái ngôi trường nội trú để mà theo học thì điều trước tiên là quý vị phụ huynh phải tìm hiểu cái ngôi trường đó nó như thế nào. Đến cái thứ hai thì phải là dặn dò con em mình vào một cái môi trường nội trú sống xa cha mẹ thì nó phải thay đổi hoàn toàn. Cái thứ nhất là xung quanh nó toàn là người không quen biết. Cái thứ hai nữa là vào đó một bước ra một cái cuộc sống tự lập mà, thì quý vị phụ huynh cũng phải nên dặn dò con cái, phải biết vâng lời thầy cô và xem người thầy người cô như là người anh người chị và thậm chí chứ cũng là người cha người mẹ. Và sống ở trong một cái ngôi trường tập thể cùng với lại là các bạn bè của mình thì nên thương yêu và đùm bọc lẫn nhau. Và đồng thời khi mà đưa con em mình tới trường nội trú, đừng có ngại rằng là bộc bạch ra những cái mà cái điểm mạnh và điểm yếu của con em mình. Ví dụ con em mình nó có một đứa ham chơi, nghịch ngợm, quậy phá ở nhà thì cùng phụ huynh cũng đừng có ngại được điều đó. Cứ thể hiện, cứ bộc lộ ra cho nhà trường biết để nhà trường có những cái biện pháp là kết hợp để mà giáo dục các em. Bởi vì ở đây nhà trường nội trú nó không phải chỉ là dạy về kiến thức văn hóa cho các em không, mà còn dạy về cái tư cách, cái đạo đức, cái tác phong cho học sinh nữa. Vậy còn khi các em đã theo học nội trú rồi thì các bậc phụ huynh cần phối hợp với nhà trường như thế nào và lưu ý những điều gì để có thể giáo dục con mình một cách tốt nhất? Khi mà phụ huynh mà đưa con em mình tới một ngôi trường nội trú, cái điều quan trọng nhất phụ huynh phải phối hợp chặt chẽ với nhà trường để trong cái việc mà giáo dục và quản lý con em mình. Những em mà tới trường nội trú thì thường nó có hai thành phần. Cái thành phần thứ nhất là cái kiến thức nó đã giỏi và nó muốn đi đến một cái môi trường có cái điều kiện học tập tốt hơn để mở mang kiến thức của mình hơn. Và một cái đối tượng thứ hai nữa là ở nhà cha mẹ không quản lý được. Cha mẹ nhiều khi là quá bận rộn với công việc, không thể quản lý, không theo dõi con cái được. Thì gửi con cái vào ở trường nội trú để và coi như nhà trường sẽ theo dõi kèm cặp và giáo dục con em mình. Thì mỗi cái trường nội trú là nó được xem như là một cái xã hội thu nhỏ. Thì trong đó nó có đầy đủ cái thành phần học sinh ngoan, giỏi, hiền có, mà những cái trường hợp những học sinh cá biệt nó cũng rất là nhiều. Thì trong cái thời gian ở trường suốt một tuần như thế đấy thì có thầy cô kèm cặp thì nó không sao. Nhưng ví dụ như đến cái ngày thường thường ngày thứ bảy chủ nhật là ngày cuối tuần thì ví dụ những phụ huynh nào ở gần thì cũng nên đón con em mình về. Cái thứ nhất là đi lên để gặp gỡ thầy cô để tìm hiểu được chắc là ở trong một suốt tuần đó là con em mình nó học hành như thế nào, nó sinh hoạt ra sao. Đưa con em mình về rồi thì còn phải là có cái hướng dẫn. Ví dụ như là biết con em mình làm một cái việc gì sai thì mình phải nên kịp thời kết hợp với nhà trường để hướng dẫn em đó. Đừng có đi vào cái sự là lệch lạc như thế nữa. Đó. Nhưng mà bên cạnh đó thì có những cái số phụ huynh thì có điều kiện quá xa. Đó. Thì có những em nó cách cả mấy trăm cây số thì làm sao mà phụ huynh đón được. Thì ví dụ như những cái trường hợp đó thì phụ huynh nên là có anh chị hay là cô chú bác, tức là người bà con thân thích của mình mà người ta có thể có điều kiện thì nhờ người ta đón con em mình về. Rồi đó là có những cái chia sẻ của cái có tình cảm với gia đình. Và thường thường với phụ huynh phải là nên liên lạc thường xuyên với nhà trường
để nắm bắt được những cái mà về cái học hành cũng như mà về cái nề nếp trong cái cuộc sống, để rồi để thấy được cái con em mình có những cái gì mà nó chưa đúng thì phải nên kết hợp với nhà trường để giáo dục con em mình. Xin được cảm ơn thầy với những thông tin bổ ích vừa rồi.